Những câu tán tỉnh một phụ nữ trung niên đặc biệt rất thích nghe. Các bạn thân mến, khi mà hai người tiếp xúc với nhau thì thực sự đúng là không sai khi mà nói rằng người phụ nữ yêu bằng tai. Phụ nữ họ có thể không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình nữa sau khi nghe những lời mật ngọt và tán tỉnh từ phía người đàn ông. Và không thể phủ nhận được rằng một người phụ nữ thì dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cũng vẫn rất thích nói ngọt. Bởi vì phụ nữ họ muốn được tỏ tình cả đời. Vậy thì có những câu nói nào mà khiến cho người phụ nữ thực sự cảm thấy rất là xao xuyến, rất là rung động khi người đàn ông đang tán tỉnh hay không? Và đặc biệt là người phụ nữ trung niên. Chúng tôi xin phép được chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay có tựa đề đâu là những câu nói khiến cho chị em phụ nữ cực kỳ rung rinh khi được người đàn ông tán tỉnh. Và đặc biệt là người phụ nữ trung niên. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Câu đầu tiên phụ nữ họ rất là thích đó chính là bạn nói rằng anh cảm thấy rất là thoải mái khi được ở bên cạnh em. Phụ nữ tuổi trung niên thật sự là đã trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời và cũng đang phải chịu rất nhiều những thứ áp lực. Những áp lực mà họ phải đối mặt trong cuộc sống, trong gia đình, trong sự nghiệp khiến cho họ luôn sống trong trạng thái cảm thấy rất lo lắng và đôi khi là còn cảm thấy bất lực nữa. Sự đồng hành và hỗ trợ của một người đàn ông hay là sự tán tỉnh của một người đàn ông sẽ mang lại những cảm giác rất mới lạ và nó khiến cho người phụ nữ họ cảm thấy thoải mái và được hỗ trợ tâm lý tuyệt vời như vậy thì họ lại càng cảm thấy có nhiều sự phấn khích hơn nữa. Câu nói anh cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu khi ở bên cạnh em sẽ khiến cho người phụ nữ họ cảm giác như mình đang được cổ vũ tinh thần rất lớn và họ biết được rằng cảm giác an toàn và yên tâm mà người đàn ông này mang lại cho mình đang ngày một lớn hơn và họ thực sự rất thích câu nói này. Hãy cho người phụ nữ thấy được rằng sự thoải mái và sự dễ chịu khi bạn ở bên cạnh cô ấy. Câu nói thứ hai, em cứ như là nguồn hạnh phúc của anh vậy. Câu nói này nó sẽ thể hiện được sự tình yêu và sự trân trọng của bạn dành cho người phụ nữ lớn tuổi. Đặc biệt là những người phụ nữ đã bước vào lứa tuổi trung niên thì với câu nói này thôi bạn có thể chạm được vào trái tim của cô ấy. Khi trở nên lớn tuổi hơn thì nhiều phụ nữ không còn đánh giá con người qua vẻ bề ngoài nữa, mà thay vào đó sẽ là nhân phẩm và thái độ. Dùng câu nói này để nói lên tấm lòng của mình có thể khiến cho người phụ nữ cảm nhận được giá trị và hạnh phúc. Khi mà biết được rằng bản thân mình chính là nguồn hạnh phúc, chính là người mang đến nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười cho người đàn ông, thì người phụ nữ họ sẽ cảm nhận được tầm quan trọng của mình đối với người đàn ông này. Và thực sự đây là một trong những câu nói tán tỉnh có cái tính sát thương rất cao đối với chị em phụ nữ. Câu nói thứ ba, và nếu như bạn đang tán tỉnh người phụ nữ trung niên, bạn cũng không nên bỏ qua, đó chính là hãy khen chị em. Và cụ thể hơn là hãy nói rằng hôm nay em thật là đẹp. Phụ nữ trung niên thường không còn cảm thấy tự tin về ngoại hình của mình nữa. Chị em sống trong cảnh lo lắng khi mà bản thân nhận ra rằng thời gian đã ghé thăm và cười dường như ngày càng xấu đi, ngày càng sập sệ đi với những biểu hiện như béo phì, gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, tóc đã rụng nhiều hơn. Tuy nhiên thì đàn ông có thể nâng cao sự tự tin và sự hạnh phúc cho người phụ nữ thông qua những câu khen ngợi. Câu nói này tương đối phổ biến, thế nhưng nó lại có chất kích thích rất lớn vào lòng tự trọng và sự tự tin của chị em phụ nữ một cách hiệu quả. Nó khiến cho người phụ nữ cảm thấy được rằng vẻ đẹp của mình đang được người đàn ông này công nhận. Anh ấy sẽ chấp nhận vẻ đẹp về bề ngoài của mình và đánh giá cao một người đàn ông có thể nhìn thấy những vẻ đẹp của cô ấy. Người phụ nữ trung niên không phải họ không ý thức được rằng bản thân mình đang ngày một xấu đi, ngày một già nua đi đâu. Thế nhưng chính sự động viên, chính những lời khen ngợi rất là thật lòng từ phía người đàn ông sẽ khiến cho người phụ nữ họ cảm nhận được rằng trong mắt người đàn ông này mình vẫn luôn đẹp. Và từ đó giúp cho người phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có thể thể hiện bản thân mình nhiều hơn khi ở bên cạnh người đàn ông. Câu nói thứ tư cũng đừng quên sử dụng khi mà tán tỉnh người phụ nữ trung niên. Đó chính là nói rằng anh rất là quan tâm đến cảm xúc của em, không biết em đang nghĩ như thế nào. Cảm xúc của phụ nữ thì thường hay thay đổi thất thường và phụ nữ thì lại sống bằng cảm xúc. Họ đôi khi cảm thấy rất là vui vẻ nhưng mà thoáng chốc thì đã thể hiện được ngay sự khó chịu. Thi thoảng thì lại trở nên trầm mặc không hề có lý do, mặc dù trước đó nói luyên thuyên. Chính vì thế mà rất ít người đàn ông có thể hiểu được người phụ nữ này đang nghĩ cái gì. Và các anh thường coi rằng thôi,
cô nào chẳng giống cô nào, cứ mặc kệ những cảm xúc ấy đi. Muốn tạo cho người phụ nữ của mình cảm giác an toàn, luôn vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh, thì bạn nên biết quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ nhiều hơn. Và cái cách mà thể hiện được sự quan tâm của bạn, đó chính là hãy hỏi cô ấy: anh không biết em nghĩ thế nào về chuyện này, em thấy thế nào, em cảm thấy làm sao. Những câu hỏi rất là đơn giản, rất là chân thành thôi, nhưng nó lại khiến cho người phụ nữ cảm nhận được rằng bạn rất là quan tâm và rất là tôn trọng cảm xúc của cô ấy. Đây là điều mà một người phụ nữ trung niên họ thật sự rất cần. Phụ nữ càng cao tuổi, họ càng cần được sự thông cảm, càng cần được sự trân trọng của người đàn ông, bởi vì họ đang ngày càng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Và câu cuối cùng, nếu như bạn dành cho người phụ nữ trung niên thì tôi tin rằng chị em phụ nữ cũng sẽ cảm nhận được rất lớn tình cảm của các bạn. Đó là câu: em là duy nhất, anh rất cần em. Câu nói này nếu như được nói đúng lúc thì người phụ nữ sẽ cảm nhận được địa vị và sự đặc biệt của mình trong lòng đàn ông. Đặc biệt là với chị em phụ nữ trung niên, đối phương mà lại biết chủ động bày tỏ tấm lòng khiến cho người phụ nữ cảm thấy mình rất là đáng quý, đáng trân trọng. Mình là duy nhất, mình là số một trong lòng người đàn ông này. Thì tình yêu chân thành và không thay đổi của người đàn ông sẽ khiến cho người phụ nữ cảm nhận được giá trị và địa vị. Từ đó sẽ gắn kết rất là sâu đậm với người đàn ông này, cảm thấy yêu thương, cảm thấy trân trọng hơn rất là nhiều. Bởi vì chị em phụ nữ tuổi trung niên thật sự đã trải qua rất nhiều sóng gió và bản thân đang đối mặt với rất nhiều những dấu hiệu của tuổi tác, thế nên sự tự tin không còn nhiều. Và nếu như là người đàn ông có thể khơi gợi được sự tự tin, giá trị của người phụ nữ, thì chị em phụ nữ đổ gục trước tình yêu của các bạn làm điều hoàn toàn đương nhiên. Và các bạn thân mến, người ta thường hay nói rằng muốn tán tỉnh một người phụ nữ trung niên thì tiền bạc không phải là vấn đề quá quan trọng nữa đâu. Chính những lời nói, chính những tình cảm mới là những thứ khiến cho người phụ nữ này họ cảm thấy được tình yêu của người đàn ông. Tình yêu thì vốn dĩ không phân biệt tuổi tác, thế nhưng thứ quan trọng nhất trong tình yêu lại là vẫn luôn là cảm xúc. Do vậy, nếu như bạn vô tình phải lòng một người phụ nữ lớn tuổi và luôn muốn cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc hơn, cảm thấy gắn bó hơn với người phụ nữ này, thì ngoài việc nói những lời yêu thương, những lời tán tỉnh ra, thì bạn cần phải có một vài những lưu ý sau. Thứ nhất là hãy luôn tôn trọng người phụ nữ này, và đặc biệt là hãy cần một chút sự tinh tế, tôn trọng trong mọi việc, kể cả là những quan điểm sống, những sở thích, những cá tính của người phụ nữ này. Hãy lắng nghe những câu chuyện mà cô ấy đang muốn kể, hãy chấp nhận tính cách của cô ấy, hãy cùng với cô ấy trao đổi những vấn đề mà cô ấy đang quan tâm một cách chân thành. Bạn có thể tự do đưa ra những quan điểm của mình về vấn đề ấy, nhưng điều quan trọng hơn hết là bạn cần phải biết tôn trọng quan điểm của cô ấy. Ngoài ra thì yêu một người phụ nữ lớn tuổi cũng rất cần sự tinh tế. Tinh tế ở đây là gì? Đó là trường hợp mà cô ấy có thể bị những người xung quanh xì xèo, nhòm ngó vì đang yêu một chàng trai kém tuổi. Chính lúc này, bạn cần có đủ sự tinh tế để giúp người phụ nữ vượt qua những mặc cảm hay là sự tự ti khi chấp nhận yêu một chàng thanh niên kém mình nhiều tuổi. Một lưu ý nữa khi yêu người phụ nữ lớn tuổi, đó là các bạn phải chấp nhận được những khó khăn trong cuộc sống của cô ấy. Khó khăn ở đây có thể đến từ nhiều những rào cản. Như tôi vừa nói là rào cản về mặt xã hội, rào cản về mặt tuổi tác, mà hơn hết là rào cản từ phía gia đình, từ phía con cái hay là những người thân của cô ấy. Với tôi tin rằng một tình yêu chân thành sẽ đủ giúp cho các bạn vượt qua được những điều này. Bạn có thể khiến cho người phụ nữ của mình yêu hơn, cảm thấy bản thân cô ấy quan trọng hơn, làm cô ấy ngạc nhiên hơn. Phụ nữ trẻ và trung niên thì đều thích những điều bất ngờ cả. Nhưng mà hãy nhớ những ngày quan trọng của cô ấy, chuẩn bị một chút bất ngờ nho nhỏ thôi. Điều này tưởng như đơn giản nhưng lại khiến cho phụ nữ rất là cảm động. Những món quà nhỏ và đúng những dịp quan trọng, cùng với những lời bày tỏ cảm xúc từ tận trái tim, sẽ làm cho mối quan hệ trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Hãy đặt mình vào vị trí của cô ấy để lắng nghe và suy nghĩ nhiều hơn. Một số người đàn ông nghĩ rằng mình có một chút năng lực trong công việc, muốn tạo ra một vẻ ngoài cao cấp, khoe khoang với người phụ nữ. Giọng điệu của một người đàn ông vĩ đại, một người đàn ông thành công. Nhưng nếu chỉ làm những điều này, thì ngay cả khi các anh có tiền thì phụ nữ trung niên họ cũng không cần bất cứ một thứ gì từ các anh đâu. Thứ họ cần là sự chân thành và sự tôn trọng. Một người đàn ông có thể hạ gục trái tim của người phụ nữ trung niên, là người có thể đặt mình vào vị trí của cô ấy mà suy nghĩ, giúp cô ấy giải quyết những vấn đề.
Lúc này trái tim người phụ nữ sẽ trở nên ấm áp, gần gũi hơn và sẵn sàng cho bạn cơ hội, chứ không phải là một người đàn ông trẻ tuổi hung hăng thích khoe khoang, khỏe mẽ quá nhiều với xã hội. Một người đàn ông biết đứng ở vị trí của người phụ nữ để cùng đánh giá, cùng xem xét, cùng thấu hiểu thì chắc chắn là một người phụ nữ dù có mạnh mẽ, có kiên định tới bao nhiêu, có trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời thì tôi tin vẫn sẽ rung động và có một phần trái tim dành cho chỗ của các anh. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi xin phép chia sẻ với các bạn những câu nói tán tỉnh mà một người phụ nữ trung niên đặc biệt rất là thích nghe. Hy vọng rằng với những chia sẻ này thì các bạn đã có thể có thêm được một vài những câu nói tôi nghĩ rằng cũng xuất phát từ sự chân thành thôi, khiến cho người phụ nữ của mình cảm thấy luôn được yêu thương, luôn được tán tỉnh, luôn được thấu hiểu. Cảm ơn và chúc tất cả các bạn sẽ luôn hạnh phúc bên người phụ nữ của mình. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.